Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ kể về quá trình mình nhận tiền trợ cấp thất nghiệp các bạn nhé. Mình đóng tiền bảo hiểm xã hội các bạn ơi. Thì trong quá trình mình làm công ty thì mình làm được 13 tháng các bạn ơi. Thì trong chính xác là được 1 năm 1 tháng. Thì với cái mức lương cơ bản của công ty mình ấy thì là 3895 các bạn ơi. Thì cũng khá là thấp. 3.895.000. Đó là mức lương cơ bản của công ty mình các bạn. Mình làm được 13 tháng này. Thì sau đó thì mình viết đơn xin nghỉ các bạn. Thì họ sẽ cho mình một giấy chấm dứt hợp đồng các bạn nhé. Thì trong quá trình đó thì mình viết đơn này, sau đó mình chốt bảo hiểm các bạn ơi. Mình chốt bảo hiểm xong nhá, xong thì bắt đầu thì mình về quê. Thì mình bắt đầu mình đi xin giấy trợ cấp thất nghiệp. Thì trong quá trình đó thì họ bắt đầu là mình ra chỗ trung tâm việc làm, thì họ bắt đầu họ tư vấn mình này, họ cho mình một cái giấy hẹn các bạn ơi, một cái giấy hẹn. Sau là lại sau gần một tháng nữa thì mình lên, thì mình bắt đầu mình được nhận được cái giấy quyết định là được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp nhá các bạn nhá. Đối với những cái bạn mà nghỉ ngang ấy thì tiền trợ cấp thất nghiệp thì không được nhận đâu các bạn ơi. Chỉ những bạn nào mà nghỉ trong cái thời gian mà hợp đồng ấy, mình viết đơn ấy, thì trong công ty thì họ sẽ cho cái giấy quyết định là chấm dứt hợp đồng, thì mình sẽ được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp trong vòng 3 tháng là mình sẽ được nhận các bạn nhé. Nếu mà các bạn để quá 3 tháng thì sau khi nghỉ công ty thì sẽ không được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp đâu các bạn ơi. Khi mình đã có tờ quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bắt đầu là họ sẽ ghi ngày tháng này. Tháng đầu tiên thì họ ghi là 11 ngày. Thì sau khi là bắt đầu có giấy quyết định là trợ cấp thất nghiệp, sang tháng thứ hai là 15 ngày các bạn ơi. Thì lương cơ bản của mình là 3.895.000 và mình làm được 13 tháng. Thì mức trợ cấp thất nghiệp của mình là mình được trợ cấp 3 tháng các bạn nhé. Được 3 tháng thì họ sẽ cho mình 3 cái tờ gọi là thông báo về tìm kiếm việc làm. Đây, cái tờ này thì nó cũng giống nhau thôi các bạn này. Thì mình được nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tháng là 2.347.060 đồng các bạn ơi. Thì chính xác là mình làm được 13 tháng. Để có một hồ sơ để nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thì các bạn phải có, đầu tiên là các bạn phải có sổ bảo hiểm đã, cuốn sổ bảo hiểm này, có mã số này, họ sẽ chốt bảo hiểm cho mình, công ty họ sẽ chốt bảo hiểm này, trong đó thì các bạn sẽ có một tờ chấm dứt hợp đồng này, lương cơ bản này, và đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu tháng, thì trong sổ bảo hiểm này họ đều có hết rồi các bạn này, có những cái tờ rời trong này hết rồi. Thì bắt đầu là mình sẽ ra trung tâm bắt đầu mình làm. Khi nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thì cũng khá là đơn giản đấy các bạn ơi. Ra đấy thì họ sẽ hướng dẫn toàn bộ các quá trình các bạn viết giấy để hưởng trợ cấp thất nghiệp các bạn nhé. Còn đối với những bạn nào mà nghỉ việc mà không làm công ty mà đóng bảo hiểm một năm ấy thì có thể rút được bảo hiểm một lần các bạn ơi. Nhưng đây thì mình tạm thời mình nghỉ ở nhà thì mình được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp là 3 tháng các bạn nhé. Với số tiền hàng tháng mình nhận được là 2.347.060 đồng các bạn ơi. Và lương cơ bản của mình là 3.895.000. Có phải có đầy đủ các giấy tờ và quyết định các bạn nhé. Đây. Tất cả các giấy tờ thì mình đều có đầy đủ đây các bạn ơi. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các bạn ơi. Thì khi đến nơi thì họ sẽ có cho mình một giấy hẹn, thì mình mang chứng minh thư ra. Và hôm đó thì bắt đầu là họ sẽ trả mình sổ bảo hiểm các bạn nhé. Thì họ sẽ kiểm tra xem lý lịch của mình xem chính xác không. Thì sau 11 ngày sau thì bắt đầu là tiền sẽ bắn vào tài khoản Vietcombank các bạn nhé.
trong quá trình mình nhận tiền trợ cấp thất nghiệp đó thì cái thời gian này thì mình sẽ đi tìm kiếm một công việc mới các bạn này. Vì công ty cũ của mình lương nó khá là thấp nên mình sẽ kiếm một công ty mới để mình làm các bạn. Vì mỗi một người đều có tiền trợ cấp thất nghiệp khác nhau các bạn nhé. Vì họ làm mỗi một công ty có đều có lương cơ bản cao hay thấp. Như công ty mình thì lương cơ bản mình cũng khá là thấp các bạn này. Có một số công ty thì lương cơ bản họ rất là cao như hơn 4 triệu, 4 triệu 2, 4 triệu 3, thậm chí 5 triệu gì đó. Thì họ sẽ phải đóng bảo hiểm cao hơn. Nhưng mà khi họ thất nghiệp thì họ sẽ được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp cao hơn các bạn đây. Quá trình đóng bao nhiêu lâu? Các bạn phải làm trên 1 năm thì các bạn mới được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp các bạn nhé. Đây là quyển sổ bảo hiểm xã hội này các bạn này. Sau đó thì các bạn ra Sở Lao động Thương binh và Xã hội thì các bạn sẽ nhận được một tờ quyết định về việc trợ cấp thất nghiệp. Trong đó thì họ có ghi đầy đủ các thông tin về bạn nhé. Về ngày sinh này, ngày cấp chứng minh thư này, rồi nơi thường trú, chỗ ở này. Sau đó thì họ sẽ ghi thông tin là bạn làm bao nhiêu tháng và mức trợ cấp thất nghiệp trong hàng tháng là được bao nhiêu các bạn ơi. Sau đó thì họ bắt đầu họ có dấu đỏ ở đây các bạn này. Đây. Tờ đây. Bạn sẽ có một tờ quyết định này. Quyết định này thì hàng tháng thì bạn ra thì bạn sẽ được nhận tiền trợ cấp các bạn nhé.